Xin chào. Hôm nay tôi bắt đầu hành trình đọc cuốn sách nghệ thuật viết nội dung quảng cáo. Thực sự là khi mà bắt đầu đọc cuốn sách này thì tôi đang cảm nhận được tài năng của người viết cuốn sách này. Ông ấy dành 44 năm cuộc đời, nhiều hơn 44 năm, để làm việc trong lĩnh vực viết nội dung quảng cáo. Thì đương nhiên là vào thời ông ấy thì sẽ khác với thời đại bây giờ. Tuy nhiên hành vi của người dùng về cách thức để chúng ta quan sát hành vi người dùng thì nó cũng như nhau thôi. Tức là từ thời những năm 1900, khoảng thập niên 40, 50, 60 thì ông ấy đã nghiên cứu về cái hành vi của người dùng, là những người mà doanh nhân thì dành bao nhiêu thời gian để đọc báo, chỉ có 15 phút thôi. Trong khi đấy một tờ báo để mà đọc hết thì phải mất 14 tiếng. Như vậy cái lượng thông tin mà độc giả có thể đọc được ở trong một tờ báo thì không có nhiều, rất là ít. Cho nên quảng cáo muốn thu hút được thì bắt buộc rằng nội dung phải thực sự là thu hút. Nội dung phải thực sự hấp dẫn, thực sự thu hút, và nội dung phải thực sự thực sự chạm đến vùng vấn đề của khách hàng, khơi gợi được nhu cầu, và mình cung cấp giải pháp, mình sẽ bẻ gãy bức tường hoài nghi của khách hàng bằng những bằng chứng xã hội cụ thể. Sau đó là call to action, nó sẽ có 5 bước để chúng ta phát triển một nội dung quảng cáo theo nghệ thuật viết quảng cáo. Thì trí tuệ được ghi chép lại từ một bậc thầy trong lĩnh vực viết nội dung quảng cáo thì thật là xứng đáng để chúng ta học hỏi, đúng không anh em? Vì vậy hãy chọn, sở hữu và nuốt từng con chữ để nhờ nó chúng ta sẽ có một cơ hội mới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Bye bye.